Xin chào tất cả các bạn. Trong cuộc sống, chắc hẳn các bạn cũng đã từng gặp không ít người bá đạo. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một người vô cùng bá đạo mà tôi phải gặp hàng ngày. Làm việc với người đó hàng giờ và người đó là người trả lương cho tôi hàng tháng. Đó là sếp tôi. Hãy theo dõi tiếp để thấy sự bá đạo vượt ra ngoài vũ trụ của sếp tôi là như thế nào nhé. À, mà sếp tôi có thể chia hết cho không đó nha. Sếp đánh thức cái đồng hồ báo thức mỗi sáng. Không có gì có thể đánh bại sếp. Sếp biết thế và đi tìm không có gì để đánh bại nó. Say what? Sếp không cần phải học đâu à? Số thấy sếp cho cô đi vệ sinh xíu nha, và cô quay lại cô biết tiếp. Cảm ơn em. Thời sếp đi học, giáo viên muốn đi vệ sinh phải giơ tay. Thời đi học, sếp từng cấp cô 2 ngày và bây giờ gọi là thứ bảy và chủ nhật. Sếp không xem đồng hồ nó hỏi giờ sếp. Wow. Khi sếp bắt củ hành bắt đầu rơi nước mắt. Sếp không đánh. Sếp không mắc ngủ, ngủ mắc sếp. Ừ. Sếp không thiếu tiền. Tiền thiếu sếp. Khi con ma chuẩn bị đi ngủ, nó kiểm tra với cầm giường xem có sếp ở dưới đó không. Có một lần bột hiện ra trước mặt sếp và khóc. Cảm ơn đã theo dõi Mặt Con. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.